Tờ Ukrainska Pravda vừa đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tạo ra các kênh song song để liên lạc với các chỉ huy của nhiều nhánh khác nhau trong quân đội, bỏ qua Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny. Tờ báo cũng cho biết, các kênh song song được cho là đã được thiết lập để liên lạc với các tư lệnh của lực lượng mặt đất Oleksandr Sirky và tư lệnh lực lượng không quân Mykola Oleschuk, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 11, các cuộc thảo luận ở Ukraine đã được nối lại và liên quan đến những căng thẳng được cho là xảy ra giữa Tổng thống Zelensky và tư lệnh quân đội Zaluzhny, một phần là do hai bài báo nổi tiếng trên tạp chí Time và Economist, cũng như các sự kiện không liên quan sau đó. Vào đầu tháng 11, ông Zaluzhny nói trong một loạt bài trên tờ Economist rằng cuộc chiến đang bước vào giai đoạn định vị mệt mỏi đối với Ukraine. Văn phòng Tổng thống sau đó đã đưa ra một số tuyên bố gián tiếp bác bỏ các tuyên bố của vị tướng hàng đầu này. Ông Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng tình hình ở mặt trận hiện nay rất khó khăn, nhưng ông không tin rằng cuộc chiến đã đi vào bế tắc. Đồng thời, ông đề xuất khả năng thay đổi chiến lược quân sự của Ukraine nhưng không nêu rõ chi tiết.